Hoàng Gia xin mến chào các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Hoàng Gia Đô. Trong video này, Hoàng Gia cùng các bác chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nội thất của một con Omni rất là danh tiếng. Đây là đối tác của những dòng loa JBL. Và cái chất âm của con này thì nó cho ra chất âm khá là mềm. Với những đôi loa bass 2530 của JBL thì em này chơi rất là tốt. Sản phẩm hôm nay Hoàng Gia muốn nhắc đến và muốn giới thiệu đến với các bác đó là chiếc Omni của hãng Nuckman. Với model là Nuckman 507. Thì trên thị trường con này thì có hai phiên bản, một là 507 trơn, con này là con trơn các bác nhá, và còn con 507X. Vậy thì hôm nay Hoàng Gia cũng xin phép được giới thiệu chi tiết và so sánh giữa con 507X và con 507 trơn có gì khác nhau. Tuy nhiên thì trong clip này thì Hoàng Gia không có con 507X ở đây. Em sẽ mượn tạm cái ảnh ở trên mạng để cùng các bác sẽ đi so sánh điều này hai con gì có gì đặc biệt các bác nhá. Về mặt mũi thì nó giống hệt nhau các bác nha, từ những cái phần núm niếc gạt niếc này để bố trí là như nhau. Nó chỉ khác cái phần nội thất bên trong và cái cách bố trí thôi. Con 507 trơn này thì con này nó là xuất âm tụ. Đây các bác sẽ để ý hai cái tụ xuất âm này, hai cái tụ rất là to, tụ xuất âm, tụ nhôm. Con này hai tụ nguồn và biến áp. Con này thì có cái model, có cái logo của Nuckman có chữ L đây. Và cái bản trơn ấy thì là tất cả các vỉ mạch này này, vỉ kích, vỉ tiền khuếch đại công suất này này, nó sẽ dựng đứng bốn cái vỉ dựng đứng như này đó. Và con này thì chơi cũng bốn sò sắt, sò này là sò nách, sò nách các bác nhá, sò nách đây, bốn con đấy, bốn con sò nách ở đây. Còn con 507X thì con này là sẽ là xuất âm sò chứ không phải xuất âm biến áp. Thì cái ảnh ở trên mạng thì Hoàng Gia có quay ở đây đấy, các bác để ý rằng cái mạch của nó là mạch nằm vỉ nằm ở dưới đáy và nó có hai con tụ lọc nguồn rất là to ở đây đấy, hai con tụ lọc nguồn đấy, được hàn chắc và chân này. Thì các dòng này thì nó sẽ có cả tụ hàn chân và tụ bắt theo kiểu là ốc sáu cạnh các bác nhé. Đấy, nó có hai đời, trong cái phần này nó lại có hai đời nữa cơ đó. Thì đây con này là xuất âm, con này là xuất âm sò các bác nhé, tức là nó không phải xuất âm tụ. Còn con 507 trơn này là con xuất âm tụ, các bác sẽ để hai cái tụ xuất âm ở đây. Đặc trưng của những dòng máy xuất âm tụ thì nó sẽ là cho cái chất âm bass rất là mềm mại các bác nhá, nó rất là mềm mại. Đặc trưng của dòng xuất âm tụ như thế, các bác để ý những cái dòng âm như Pioneer, Pioneer rồi Sansui xuất âm tụ mà chuyên đánh dòng loa mắt vóng mắt cáo ấy thì đều là xuất âm tụ hết. Đấy, đây cái tụ của nó đây các bác này, đấy 50-80V 1500 microfarad đấy, đây là con tụ của nó. Và cái phần phần đáy của máy đây, đây là phần toàn bộ phần đáy của máy, sắt xi cũng như là phần linh kiện. Đây là cái phần biến áp. Đấy, biến áp của nó thì ở đây biến áp nó ra rất nhiều đầu dây, tức là một đường vào thì có rất nhiều đường ra. Đấy, 6V cũng có này, 35V cũng có này, 68V cũng có này. Đấy, và đây một cái đường nữa thì Hoàng Gia xin sẽ được bao nhiêu nhá. 100V các bạn. Đường này đường 100, đường này đường 35, đường này đường 68 và đường này đường 6V. Đấy. Tức là một con biến áp nó có sẽ cho ra nhiều mức điện áp khác nhau. Đấy, đặc trưng của những dòng loa Omni Nuckman. Đây, xuất âm tụ. Đấy, còn đây là hai khối tiền khuếch đại, những con kích ba chân. Đấy, được bọc những cái phần tản nhiệt ở đây và con tụ của nó đây. Đó, tức là những con kích ba chân này, những con đèn kích ba chân đều mạ vàng hết. Đặc trưng của những dòng Omni xuất Mỹ thì nó làm rất là cầu kỳ và cũng như theo tiêu chuẩn của người Mỹ. Phần biến áp. Đó các bác nhé. Con này thì như em nói giới thiệu ấy, nó là đối tác của rất nhiều các dòng loa, đặc trưng là JBL 4312, 4311, 4313. Đấy. Bass 20 25 chơi rất là tốt con này. Đấy, con này là SQ 507 Japan, điện là 100V. 170W các bác nhá. 170W. Đó. Nó cũng có cầu rè, nằm rè này, có các cổng AUX 1, AUX 2. Có hai cổng phô lô 1, phô lô 2 cho điện than và cổng tép. Cổng monitor. Đấy. Đây là các cầu đối loa, chúng ta có cầu main và cầu remote. Đấy. Ở cái con này thì nó mất cái phần nhựa, tức là nó sẽ có phần nhựa này. Đỏ, đen, đen, đỏ để chúng ta phân biệt đâu là âm đâu là dương. Thì con này nó bị mất cái phần nhựa rồi, cái phần nhựa để chụp màu. Thì con này nó ngoài cùng là hai cái đỏ, giữa là hai cái đen. Đấy. Các bác cứ nhớ như thế, tức là hai cái âm sẽ ở giữa, là hai cái dương sẽ là hai bên. Các bác đấu loa ở dưới này cũng thế, mất ở nhà các bác nhá. Đấy, phần này rất là hay cái này,
các bác đút dây vào cái vị trí lỗ này và các bác sập xuống là nó sẽ giữ chặt dây của các bác, và lúc nào các bác cần là được nhấc ra. Đấy. Để đặc trưng của những dòng âm ly lúc man nó như thế. Con âm ly lúc man 507 này thì Hoàng Gia cũng được sẽ báo giá cho các bác một cái giá rất là tốt. Con này thì các bác tra trên mạng ấy, cách đây khoảng nửa năm trước thì rất nhiều shop người ta bán, đặc trưng là những shop ở trong Sài Gòn, em tra rất là nhiều. Người ta đang bán những con 507 trơn này giá nó rơi khoảng từ 8 triệu, còn 507X thì nó rơi khoảng 9 triệu các bác nhá. Thì với cửa hàng Hoàng Gia Ô Đô thì vẫn đang tiêu chí, theo tiêu chí là hàng đẹp, tuyển chọn và zin nguyên bản các bác nhá. Có bảo hành cho các bác về phần zin, tức là chưa qua sửa chữa hay bất kỳ thay một con tụ hay còn một linh kiện gì, bất kỳ là chưa thay một con nào cả. Mà giá thì luôn luôn mềm hơn, đặc trưng là với cái thời điểm gần Tết thì cái giá nó rất là cao. Sản phẩm nhập về cũng khó và đều là tăng giá. Hoàng Gia để cho bác giá con này là 7,5 triệu, luôn luôn rẻ hơn so với các shop khác từ 500.000, tùy vào và cả thời điểm này nữa. Và con này thì nó sở hữu một cái hồi gỗ zin của hãng, và các bác lưu ý nhé, đây là hồi gỗ zin. Hồi gỗ zin của Lukman thì luôn có cái màu thâm tối như này, tối như màu gỗ lim các bác. Còn những cái màu nó sáng quệch ra thì đấy là cái là người ta đã tuốt lại rồi, người ta đã sơn lại rồi thì nó mới có màu đấy. Hoặc người ta có thể là cái vỏ gỗ nó hỏng thì người ta có thể người ta đã thay mới rồi, người ta đóng mới rồi. Còn đây là vỏ gỗ nguyên bản, nó phải như thế này và cái màu của nó phải như thế này các bác nhá. Màu của nó phải đặc trưng như thế này. Thì đấy mới là vỏ gỗ zin nguyên bản của Lukman. Bất kỳ âm ly Lukman nào thì cái màu gỗ nó phải là màu này các bác nhá. Với em xem trên clip rất nhiều các shop người ta bán, người ta không nói cái vấn đề này đâu ạ. Nhưng mà em xin chia sẻ để các bác biết, tất nhiên là nó chảy ngược với chất âm, nhưng đang nói cái vấn đề là hàng zin nguyên bản, tức là nó phải là như thế này các bác nhé. Còn nó không ảnh hưởng gì cái chất âm ở trong này, quan trọng nhé. Cái nó chỉ là cái bề ngoài thôi, nó chỉ là cái bề ngoài thôi. Có nhiều bác thích, có nhiều bác không thích, nhưng mà cái quan trọng nó nguyên bản như nào thì em cũng xin chia sẻ để các bác biết. Đấy, chỉnh các bát check ba lăng đầy đủ và có những cái chế độ chỉnh tăng check tăng bát ở đây. Đấy, nút này nó vặn rất là thích nhé. Nút man nó đây là cái chiếc áp bi, đấy các bác vặn nó cái tách tách này, nó là chuyển bi. Đấy, cầu loa đây, hai cầu loa remote và main. Đây các chế độ là loa mono, stereo, đấy, volume. Phần ba lăng ở giữa, ba lăng ở giữa này, phần ở giữa là ba lăng, ngoài là volume. Lukman 507 trơn các bác nhé. Vâng ạ, và trong clip này em cũng xin chia sẻ thêm vậy thôi. Bác nào có nhu cầu quan tâm cũng như là phần tư vấn sản phẩm audio, mời các bác liên hệ trực tiếp với Hoàng Gia Audio theo số điện thoại như trên tấm biển dưới ở phần màu xanh chữ màu trắng Hoàng Gia Audio, 0975 884 009, địa chỉ cửa hàng tại ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội các bác nhé. Và tất cả các mặt hàng trên Hoàng Gia đều ship toàn quốc, giá không bao ship. Vâng ạ, và Hoàng Gia xin trân trọng cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo ạ.